Ông này ở đây chỉ đạo các bố lão làm việc này. Đang chỉ chú gấu làm việc đấy. Nhờ, giỏi đấy nhờ, Vĩ Tú. Mẹ này chỉ bố lão làm việc đây. Chị May ngồi bên góc này đây. Bây giờ nhìn thấy. Vâng, chị May có áo hơi đẹp đấy. Áo đẹp đấy. Áo đẹp thế. Áo này đẹp quá, nhìn hành tráng quá rồi nữa. Như ổ gái thành phố ấy. Mặc đẹp này anh xì mà cho ra ngoài là lại mất vợ đấy. Cái búa của mình nó to như này cơ mà. Búa của mình thì hai cái giống nhau như này. Hai cái này mà. Cái bé này thì ít tiền hơn đúng không? Cái búa kia đâu rồi? Sau nhận cái nhát búa ấy. Ui rồi. Sau những nhát búa đấy thì bà con đã đến giờ trưa, bà con rửa chân tay và bắt đầu đến Vâng ạ chú ạ, thì thực sự là đi vào thôn bản như này thì nói thật bà con rất là quý, là mời ăn mèn mén nhưng em Tuyên không ăn được vì mình không quen. Đi xá nữa là mèn mén này, thịt lợn này, rau bí này, măng này rất là ngon đấy, có bảo ăn nhưng mà mình nói thật là không phải chê gì, nhưng mà cái món mèn mén này ăn không quen. Tâu gì tâu, xá rất là khỏe lắm. Việc cho nhà mình nên xá cố gắng. Ôi, con tao nó có bé ư. Đạt nữa. Ôi, bỏ chứ không. Ôi, con chết chân xa rồi. Xá, xí, xí, xí. Đấy, xá xô đi cháu ấy. Con, con đấy. Cái sao xa, xa. Đi chứ là cho. Kì, hù, sao mà. Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyên có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyên đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyên. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyên bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyên đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyên bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng. Và em Tuyên sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyên đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyên sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyên sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Trường Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyên để em Tuyên sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, các cô chú ạ, thì ở phần trước thì mọi người thấy là em Tuyên cũng đã vào tặng món quà của bạn Như Quỳnh và anh Hải ở bên nước ngoài. Tặng 2 túi thịt rồi. Còn 1 túi thịt thì nữa là cho nhà em Xá. Thì nhà em Xá thì mọi người biết là đang nhờ bà con giúp xây nhà. Vâng, xin chào. Vâng, xin chào các bạn. Đấy. Một bạn chào là tất cả các bạn chào. Nếu mà không có bạn nào chào thì chắc chắn là sẽ không chào. Đấy, em Tuyên bảo với cô chú là như vậy. Đang ngồi đây chơi à? Nu. Ừ. Ngồi đây chơi nhà Xá hôm trước là cũng cưa hết rồi này. Ui. Nó sợ à Nu? Đấy. Chuẩn bị đi mua cần tơ đây nhá. Nên Nu nhá, Nu chưa đi học ở mình nhỉ? Mình là đi học lớp 1 rồi đấy. Mình chuẩn bị đi mù cần tơ đi, Nu cũng chuẩn bị đi mù cần tơ nhá. Mù cần tơ trên mèo qua đấy. Năm nay là lớp học ở điểm trường Tôn Đề Chia thì ít học sinh quá, nên là sẽ không học cô chú ạ. Chỉ có 9 em thôi nên là không đủ mở lớp ấy. Nên là các em nhỏ này rồi xin chào. Vợ đi đâu đây? Thế chồng đâu? Xá đâu? Xá đi màu vàng à? Từ ở đây, ra đây. Có quà đây thì thay mặt Xá nhận được. Chồng đang đi mèo vạc mua xăng à? Mua dầu à? Đây, về đây xem nào. Đây. Đây. Trao luôn. Đây nhá. Một cân, đây là 2 cân thịt. Đây, cầm lấy đã. Đấy thì đây là món quà nhá. Đây, em bảo là đây là món đây thì vợ Xá nghe được tính kinh mà. Đây là món quà của bạn Như Quỳnh và anh Hải ở bên nước ngoài. Thì có gửi tặng cho gia đình em là 200.000 đồng.
thì bạn ấy bảo là mua thịt cho gia đình để gửi tặng cho gia đình để em có thể là nấu ăn cho bác thợ ở đây để ăn uống cho có thịt để đảm bảo sức khỏe mà giúp nhà mình xây một ngôi nhà thật là to thật là đẹp ấy. Cái đấy thì anh đã mua tặng cho em mà. Đây 2 cân đây, toàn thịt đây. Toàn thịt nạc đấy, anh mua thì thiên thịt nạc đấy. Đấy để cho em mời các bác thợ ăn uống cho khỏe mạnh để còn sớm có một ngôi nhà thật là đẹp nhá. Như mơ ước trong gia đình mình. Thì đâu thì nói cảm ơn thì nói chung mà cứ ngại gì. Cứ ngại thôi, vợ xá thì biết tiếng phổ thông nhưng mà hơi ngại, rón rén nè. Có lời gì cứ cảm ơn bạn Như Quỳnh với bạn này, anh Hải không? Em xin cảm ơn Ngô Cảnh thì anh Nghe Hải á thì rất là thương hai vợ chồng thì mua hai đưa hai trang nghỉ mua một canh thì cho hai vợ chồng là nhà thì không có là gì cả ơn anh Ngô Cảnh thế Ngô Hải cảm ơn anh. Đấy nói chung là phải mạnh dạn lên nói tiếng Kinh nhiều vào, lâu lâu không nói toàn quên hết rồi đấy. Nha, thôi đấy, thì đưa luôn để mang về mà chế biến cho bác thợ trưa nay mà có món ăn luôn nhá. Rồi rồi. Bà làm sao kia? Đâu. Ra xem chú xem nào. Ra xem nào. Cất vứt cái này tí nữa vứt ở kia nhá. Bị làm sao đây? Mó ấy nó còn hơn hơn. Cởi cái em cởi cái khăn kia ra nào. Cái chuôn. Ôi giời. Em cởi cái khăn ra đi vợ mỉ. Không cho mình cất cái này vào. Cứ đi cất vào nhà đi. Cởi ra xem là bị làm sao đây. Trời đất ơi, sao đây mà bà con quấn cái khăn cái gì vào vậy? Hay là bị quay bị? Để trước bị quay bị một lần rồi mà. Ở đồ to. Món lại. Món nó có. Ấy nó có nên cái. Bị đau, nói chung có một cái hạt gì ở cổ. Má bị sưng à? Đau. Má bên đây này. Cái họng này. Phải nhưng mà. Món nó ở mày. Quan được không? Nó mọt rồi. Chỗ con đau chưa? Chỗ con đau chưa? Mốt hao đi chứ. Thế bây giờ nuốt nước bọt với ăn được không? Bà. Nó tỏ đấy. Ăn được. Nhưng mà em đang quấn cái gì đây? Chua chứ nhỉ? Chua chua. Cái thuốc cổ truyền. Thuốc cổ truyền đấy. Đỡ không? Bà quấn nó có đỡ không? Y nó bọ trong mình chỉ tao. Rồng chỉ. Đỡ đấy. Đỡ gì? Vâng. Nếu mà đỡ thì cứ quấn vào chứ không thì đưa ra bệnh viện đi. Đưa có thể bảo hiểm bảo. Trong một xịt trong hệ sinh. Mang chỉ mới mày. Đấy cái thằng xá này con bị như thế thì cái này mà không đỡ thì bảo đưa ra bệnh viện nha, không để nặng nha, vợ mỉ nha. Xá như này như sáng nay đưa đi mua xăng mua dầu thì đưa con ra khám một tí. Cái này thì chắc chắn là không phải nằm viện mà người ta chỉ đưa thuốc cho uống thôi. Nha. Nhưng không khỏi không anh không biết là cái thuốc bà con thuốc cổ truyền của bà con nó như nào nhưng mà. Nếu mà đỡ thì mới được nhá, còn không thì mai mang ra đưa ra huyện đi, mang thẻ bảo hiểm đi. Quấn vào nhìn khổ quá đấy, trời nóng này. Cái hạt này hay bị hạt ở cổ này mình chả biết, cái này mình chưa biết. Nếu mà bị ở bên cạnh này là bị quay bị. Chúng ta đấy, các bạn nhỏ này có thịt đừng đi chơi này. Ông có thịt nào lên đâu? Toàn các đại ca đây này. Đấy. Rất là hay. Đấy. Nói chung là cái vườn này là cái vườn cây này cây khoai sọ nhỉ, khoai sọ của bà con nói chung là năm nay nhà xá làm nhà đây là cũng hỏng hết rồi. Ôi, cẩn thận nhá. Nói chung bây giờ đi vào với nhà xá đây các cô chú thấy lúc nào trước mặt chúng ta là một cái dãy móng đá nó rất là to, nó đi nó lại thì nó rất là đẹp hoành tráng. Lên đây xem là cũng em tuyên là cũng hơn một ngày, hôm vừa rồi thì cũng chỉ vào thôi, hôm qua hôm kia không vào, 2 ngày rồi. Sao đây máy xá đang đi cắt cái búa này mọi người ạ. Cắt cái búa này, thay cái búa, vì thay cái búa dài hơn thì nó mới đập được đá nhanh hơn. Để búa ngắn kia thì nó đập đá nó không tới cái lỗ sàng thì nó sẽ mất nhiều xăng, nhiều dầu hơn. Xá thì nó, về cái máy móc thì xá nó tinh lanh hơn các cô chú ạ. Hôm nay xem là nhờ được bao nhiêu người đây. Xin chào chị già nhá. Vâng, xin chào. Đây là chị Đông ấy nhỉ. Hôm nay cũng chỉ là toàn là các chị em phụ nữ để đập đá 46 thôi ấy nhỉ. Ôi dạ. Trên này là Mai. Cũng là
5-6 người bên này. Đấy, chỗ này 5 người. Ây da. Vâng, xin chào chú gấu nhá, xin chào Po nhá. Đấy, ông chủ nhà mới cũng đang ở đây giúp chú gấu với nhà xá đổi công à. Ôi dồi. Đang cất cái đồ máy móc ở đây mọi người. Khoác nặng lắm, trông thế thôi. Không mang đi thì không có đồ, mà mang đi thì nó nặng. Này. Bữa trưa của hai anh em. Ây da. Ông này ở đây chỉ đạo các bố lão làm việc này. Đang chỉ chú gấu làm việc đấy. Nhờ, giỏi đấy nhờ, Mỹ Tú. Me này chỉ bố lão làm việc thôi. Đấy mọi người để ý ở cái đá này, ở chỗ này nhà xá rất là hay. Cái đá nó mảnh như này, này. Toàn là theo thớ như này cho chú nhá. Đây này. Đây. Toàn theo thớ này thôi, đây này. Cái viên tấp dưới toàn là viên này. Chị May ngồi bên góc này đây. Bây giờ nhìn thấy. Vâng, chị May có áo hơi đẹp đấy. Áo đẹp đấy. Áo đẹp thế. Áo này đẹp quá, nhìn hành tráng quá rồi nữa. Mà áo này nhìn hơn là mặc váy rồi. Thế mặc váy làm gì, mặc quần áo này nhìn đẹp hơn không? Áo này là các cô chú cho đấy à? À đấy. Các cô chú cho, bà con vẫn mặc nhau mọi người nhé. Chẳng qua là ít khi các cô thấy thôi. Nhìn này, nhìn như kiểu gái thành phố ấy. Mặc đẹp này anh xì mà cho ra ngoài là lại mất vợ đấy. Này mà đi ra Mèo Vạc là mất vợ như chơi ấy. Lại bị người khác tán ấy. Anh xì đang ở nhà à chị? Anh xì đang ở nhà. Để chị B à, để chị A à? Làm gì? À, đi xây cho họ à? À. Đợt vừa rồi anh xì đi làm được bao tiền? Cầm tiền về cho vợ chưa? 8 triệu. À đâu? 8 triệu. Đấy, 8 triệu thích nha. Đấy, thế là đi làm thế là có tiền là vui rồi gì nữa. Wow. À, cái giả tiền nợ hôm trước mua xe thì. À, nên thôi cố gắng như thế là tốt rồi. Đi làm có tiền còn hơn ở nhà không có tiền, đúng không? Ừ. Biết đi làm thế là tốt rồi. Bây giờ lại anh chị lại đi làm nữa, quá tuyệt vời rồi. Ok đấy. Bây giờ chị May lại ở đây đổi công mấy nữa, nhà mình lại xây thêm, có tiền điều kiện là xây cái nhà nữa. Cái nhà đấy trước là dựng như thế, bây giờ mấy nữa xây khai thác đá, xây gạch lên là tốt đấy. Bây giờ nhà chị là chỉ cần mỗi xây gạch nữa thôi. Khung nhà có rồi, xây mỗi gạch nữa là được rồi. Bao giờ bảo chồng đi làm ấy, xin đăng ký ở xã nữa, chị May ạ. Đăng ký ở xã nữa. Xem xã hỗ trợ không? Hôm trước đăng ký rồi á? Không được hỗ trợ à? Có được không? Đăng ký ở ngoài xã được không? Được không? Được hỗ trợ bao nhiêu tiền? Có 40 triệu. 40 triệu. Ồ, thế được rồi. Được hỗ trợ 40 triệu thì bao giờ nhà làm thôi. À, ăn Tết xong họ mới giả cho là. À. Thế bây giờ có nghĩa là mình phải đợi tiền gì đúng không? À. Thế thì cố gắng thôi. Bây giờ có nghĩa là mùa này bà con thu ngô xong bắt đầu đập đá. Xong rồi người ta đến là bắt đầu mình có đá rồi, mình xây sát một đá ra, xây gạch mới làm gì. Thôi thế cố gắng tốt đấy. Thế lại thêm một ngôi nhà nữa là không phải ở nhà gỗ nữa, ở nhà xây rồi. Cố gắng thôi chị ạ. Ở nhà xây cho sạch sẽ chị May ạ. Ừ. Tốt đấy các cô chú ạ. Đấy, bà con cũng biết đi đăng ký ở xã tốt. Đấy, tùy từng gia đình được nhé. Đây giờ. À, em tuyên thấy là cái bạn nhỏ kia rất là hay. Ở đây xem đập đá xong rồi chỉ đạo các bố lão làm việc ấy. Cứ chỉ cái này hay thật. Như là một ông cánh nhỏ chỉ đạo người lớn ấy. À, mà ra em bảo là chú gấu là bảo em bé cái tranh xa xa một tí đá nó bắn vào người rất nguy hiểm. Mẹ con
Ông kia kia múa chẳng gì là trông chết thó không múa ấy. Không biết sợ đâu, ông này lì thật. Đấy. Thấy xa xa một tí. Không, đập đá này là bay vào người ấy. Ôi ôi ôi, chú gấu ơi. Đừng mà nhổ kia, nhổ cây dứa lên kìa. Các con này thò đi nào hả? Cây dứa hôm trước anh Tuyên mua cho mà bây giờ. Đừng nhổ, đang lên. Đừng nhổ. Thiên này nó đi, thiên này nó đi. Ông này chuyên cửa chuồng đấy cô chú ạ. Bố mẹ kiểu là mặc không cửa chuồng thì nó đỡ đái ra quần đấy. Đây cô chú ạ, gì chú gấu thì bị mệt làm điếu thuốc lào một cái gì à? Cứ khai thác về bên đây cho các bên kia đập. Em Tuyên thì nghe thấy giọng xá về rồi, thì xem xá là mua những cái gì rồi. Vào rồi à? Sao hôm nay mua những cái gì? À, búa này á? Búa bé này thì á? Không mua búa to thì đã tiệt quá, búa to nó máy nặng. Búa này làm sao bằng búa kia được không? Được. Búa này nó bé quá, búa này nó đập. À, có cái phó của dòng cái này. Cái búa của mình nó to như này cơ mà. Búa của mình thì hai cái giống nhau như thế này. Ờ, hai cái này vào. Ừ. Cái bé này thì ít tiền hơn đúng không? Ừ. Cái búa kia đâu rồi? Cái đệ đấy này. Ờ, cất đi nhá. Cái con bị làm sao kia mà không đưa ra huyện? Đau ở cái đấy nữa anh xem rồi, nhưng mà đau cái đấy mà không đỡ thì cho ra huyện đi. Đưa ra bệnh viện mà ấy, không? Không có thẻ bảo hiểm mà. Ừ. Ông này ông biết làm cái đồ đạc đây này, chủ động trong cái việc máy móc này đỡ được bao nhiêu ấy. Wow. Không cái gì cũng như được trước làm đường cái gì của anh Tuyên. Đấy. Còn nếu mà để làm tư nhân gia đình thì bà con chủ động hơn. Lúc làm đường thì anh Tuyên đã hỏng cái này rồi. Đấy. Cái gì của anh Tuyên. Đấy. Bây giờ ấy tự làm thì ấy tự mua. Thế mà để làm đường thì mấy ông cứ toàn anh Tuyên chịu mấy ông. Lo từng tí một cái một. Đấy, cũng chả nói gì phải làm đường, làm nhà năm bà cháu ấy thôi. Mấy ông này biết thì chả hộ. Cái gì cũng bảo anh Tuyên thôi. Khó đốn. Mua tùy ốc nãy chắc phải mấy chục rồi, 100.000 rồi. Hơn 100 đúng không? Mua cả cái này tụi ốm. Đấy, ốc này không hề rẻ đâu nhá. Ốc lòng đen mình mua rồi mình biết mà, nhìn túi ốc đấy nó phải có hơn 100.000 này. Thế bộ búa này hôm nay hết mua hết bao nhiêu tiền? Búa này bé này chắc rẻ hơn 800 à. Ừ. Nhưng mà tôi mua để mà làm nữa chứ không để nó làm lâu thì cũng tiền tốn tiền dầu bằng nhau. Đập đá này mấy ngày nữa, thế đập ghê vậy, 2 ngày vào không vào rồi, vẫn còn đập nữa kìa. Không đâu, mai thì sát luôn. Mai sát chưa? Chiều này mình chắc là nó bê máy lắc, đang cái máy như này. Làm ác đấy, 2 ngày hôm qua anh không vào rồi mà. Yeah. Vẫn còn sát bột đá là chứng tỏ là ác đấy, vẫn còn chưa sát. Cái thời tiết ở đây nó cứ hay nhỉ, sáng cứ mưa, sáng trong này mưa không? Sáng ngoài huyện vẫn cứ mưa. Chả làm gì được cả. Mưa quá chả yêu được cả. Cái máy này của chúng ta rất là tốt đấy. Thảo nào đợt trước làm đường xong là bà con trên mèo qua cứ xuống gạ mình để bán cái máy này đi. Vì người ta thấy cái máy này to, làm nó nhanh hiểu không? Máy to này làm nhanh đỡ tốn dầu, tiết kiệm tiền. Nói chung quy lại là tiết kiệm tiền cho bà con. Đằng nào cũng sát, cũng bằng đấy người thôi. Thì máy to thì nó nhanh hơn, còn máy nhỏ thì nó mất nhiều tiền dầu hơn. Đúng.
Bây giờ nói chung máy móc ok hết rồi. Chân trước là làm chân to rồi. Bộ chân là 1,5 triệu, gần 2 triệu cái bộ chân này cơ mà. Được đấy. Đây các cô chú xem. Cái bộ chân này đợt trước thì thay đi thay về bao nhiêu. Làm quả này phát này nó không thể dùng được rồi đúng không? Quả này làm gì mà hỏng được nữa. Chân này mà hỏng thì chào con chân nào mà không hỏng. Chân này sắt dày này cơ mà, mấy ly này cơ mà cô chú. Mà hỏng sao được, đợt vừa rồi nhà anh bó hàn rồi đây. Máy này bây giờ cứ tra dầu bôi nhớt vào là được. Bôi mỡ vào. Sao này tra rồi mà. Biết về máy móc làm việc có dễ, còn nhiều người không biết làm khổ lắm. Làm nó hỏng hóc thêm ấy. Hôm nãy vợ nói gì chưa? Vợ nói rồi. À ừ, có... Có hai chú nó tạm tiền mua thịt. Ừ, mua cho 2 cân đấy. Ủa kìa, ta xuống rồi. Là rồi. Mua cho 2 cân thịt đấy, mua là mua nạc cho bà con ăn nó thích đấy. Đấy, bà con đến hộ là có thịt nạc ăn là bà con phấn khởi chứ đúng không? Đúng. Đây là bạn Như Quỳnh nhá, bạn Như Quỳnh ở Bắc Ninh ấy. Đợt trước bạn ấy đến thôn này chia mình rồi đấy. Đoàn, cả đoàn hôm đấy là đoàn hôm đấy đi vào đây hôm trời mưa mưa ấy. Hôm trời mưa mưa xong rồi tặng ở cái điểm trường ấy. Xong rồi mà hôm đấy là còn đèo ra đến sát Xỉ Lủng tận tối tối mù mịt mới về ấy. Đúng rồi. Xong rồi nhớ có cái xe ô tô không ra được không? Phải để đít không? Nhớ. Nhớ không? Nhớ anh bỏ có một người nó đi xe ô tô để chắc là đến đến là đường nó đi là Hà Tàu ấy. Hà Tàu đúng rồi, đi cua xuống đấy không được đấy, không bị cua cố đấy phải không? Ừ. Hôm nay người ta vào đấy xong rồi tận muộn mới về được đấy, hôm nay trời mưa mưa xong còn bùn đất đi, người ta rách cả dép đấy. Đoàn còn rách cả dép đấy. Đấy. Bạn lấy thấy xem video thấy là đang làm nhà đấy. Tặng cho là 200.000 tiền thịt là 2 cân. Còn có tặng riêng cho thề với chú Sử nữa. Chú Sử với thề thì được 1 cân rưỡi rồi, là 150. Đó. Tặng cho để nấu cơm cho các gia đình, những người nào đến hộ mình ăn cơm cho nó đảm bảo sức khỏe mà làm việc. Cái món quà của em... tất cả các cô chú gửi tiền thì nói chung là anh sẽ lập hết ở cái bảng rồi. Mai kia anh mang vào cái bảng đấy, anh mang sổ vào anh sẽ đọc cho một thể nhá. Xem là tổng biết là được cô chú ủng hộ bao nhiêu nhá. Mấy hôm vừa rồi thì cũng bận rộn. Cũng chưa, hôm nay bảo quên cầm sổ đi mất. Quên cầm đi tối đây. Anh về anh làm xong anh sẽ cầm sổ cho mà biết là được ủng hộ bao nhiêu. Thế hỏi vui tí, từ hôm làm khai thác đá giờ chi tiêu hết khoảng bao tiền? Nói thật chứ. Thế chắc là hơi mua cả dầu cả sáng thì bây giờ chắc là hơn 10 triệu thôi. Hơn 10 triệu rồi. 12 triệu. Ây chứ. Mua xa mua dầu thế thì dầu thì em mua 1 căn. Xa thì em mua 6 căn, mua nhớ pha. Thế đấy. Thế là bỏ người nó là thế thì chắc là em gặp thì thế đi chắc là thế đi. 27 triệu. Tiền thuê cái móng này đúng không? Thuê cái móng này ông còn thuê rẻ đấy. Ông còn bóc lột người ta đấy. Thuê cái móng này ông có thuê hơn 10 triệu. 10 triệu hay mười mấy triệu? 10 triệu. Em tự mua sang, mua nhớt pha. Nhưng mà em đi khoán ở chỗ khác thì em phải lấy 20-30 triệu. Ông hồn thế. Nói chung là thôi. Mình tiết kiệm được cái nào hay cái đấy. Hôm nay ở đây thì cũng có một chú. Cũng câu chuyện này này, có một chú Phúc Trần. Chú Phúc Trần. Chú Phúc Trần chính là cái chú mà tặng cho các cháu mồ côi, năm cháu mồ côi kìa. Cái bếp này, cái bàn nấu ăn này, cái bồn vệ sinh đấy. Đấy, thì chú đã nghe nói là cái xá đang làm giả. Thì không biết là chú đây muốn tặng cho cái bệ vệ sinh với cái chậu rửa mặt các thứ như nhà năm bà cháu ấy, có thích không? Thích. Để có muốn không? Muốn. Muốn không? Để... Bây giờ chú tặng chú phải hỏi trước đi. Nhớ đâu nhà xá lại thích ngồi cổ truyền nên kiểu bà con lại ra nương ngô ấy. Thì nếu mà thích đi vệ sinh ra nương ngô thì chú ấy tặng thì chắc chắn không dùng rồi, đúng không? Có. Đi ra nương ngô thì chắc chắn là không dùng. Bây giờ nếu mà thích thì chú mới tặng. Đấy. Thế ạ. Thế thì thì thấy là vừa rồi là thấy cái nhà nào bà cháu thì thích quá.
Đấy, đợt đi xem nhà năm bà cháu là cũng cười sướng tít mắt đây, bảo như như nhà nghỉ. Đúng mà. Sạch sẽ rồi, tắm trong đấy, vệ sinh trong đấy sạch sẽ quá rồi gì đó. Thế là cũng lấy thấy phòng lát gạch các thứ là mấy nữa là đấy thì chú đấy thấy là cười sướng rồi, thích từ đợt đấy rồi thì chú đang hỏi là đấy thì xây nhà thì không biết tới chú tặng ở đấy có thích không, hỏi xem. Bảo anh là hỏi em xem thế nào, nhỡ đâu không thích thì chú không tặng, thích thì có thể chú sẽ tặng cho. Không thích thì quá. Thích quá à? Ừ. Đợt trước xây cái nhà năm năm ba cháu ấy, thì đường là một cái nhà vệ sinh nhà tá thì nó sạch sẽ thì vô nè. Đấy, thế thì anh cũng hỏi, phải hỏi ý kiến trước cô chú ạ. Biết đâu bà con lại không thích dùng sử, không biết sử dụng phòng tắm như thế, lại thích kiểu cầm chậu ra ngoài. thì về sẽ báo cáo với chú đấy nhá. Tương lai chú đấy sẽ tặng cho một những cái thiết bị, một phòng vệ sinh như thế. Lòng mà lòng tôi lô tôi láo trá ăn đê mà sai con. Cái đồ sắt này mua không hề rẻ thế nào. Cái này dòng mua chắc là hơn 1 triệu cơ. Hơn 1 triệu, bộ búa này 800 đơn giản đâu. Ốc ước hơn 100 nữa. Cho ra đó gì nữa. Cho trang đậu. Thì mình chỉ cho trang đậu thôi. Cách lắp búa, cái búa này khác hoàn toàn nhé. Búa này nó chỉ dài thôi nhưng nó bé hơn. Cái lực đập thì nó sẽ không bằng cái búa kia được. Cái này cho nhiều nó sẽ kẹt đấy xá. Búa này bé, anh sợ là nó sẽ kẹt hơn búa kia. Để búa nào. Đấy, xá ở bên này thì ấy, anh Tuyên đã thấy bên này vợ đã cũng đã đi bê đồ ăn rồi này. Đã đến ăn cơm trưa rồi cả. Mấy giờ rồi không biết. Mình thì mình không để ý giờ à. Đã chuẩn bị ăn trưa rồi em à. Đây bà con đã thấy à đây này. Mình mải ở bên kia quá. Bà con ở đây hiện tại hình như anh cũng thấy bạn đa phần là măng, rau. Chị đang bảo là nấu cái thịt kia rồi. À, ừ. Bà bảo bậm. Ủa? Ủa mà, có gì à? Bà tôi. Không, bảo đa phần bà con ăn kiểu vậy ấy, nhờ. Đa phần bà con ăn này, măng này, ui, manh này, canh rau bí này. Rồi hôm nay là cái này là cũng có thịt đây này. Thịt anh em mua vào đây. Ý, à, đã mua vào nấu ăn luôn đấy. Bà con, đây chắc mèn mén à? Các cô chú lên đây ăn thử mèn mén đi, mèn mén với bà con thì ăn ngon lắm. Nhưng mà mèn mén là phải ăn với canh. Như anh em mình ăn mèn mén thì như già đây lắm lúc già cũng không ăn được. Ăn sặc. Sặc. Mình đấy thế. Bà con là ăn quen này. Đặc sản đấy, mèn mén là đặc sản đấy. Nói chung là nhìn đi nhìn lại thì cái view ở chỗ nhà xá này rất là đẹp. Hôm trước thì em Tuyên có đọc được một cái bình luận bảo là mấy hiếm khi mấy người vào trong này. Không phải đâu các cô chú nhá, các cô chú đừng lầm tưởng. Trong này có rất nhiều người vào. Đợt vừa rồi là cũng đã có những đoàn khách Tây vào đây nhá. Vì những vị khách Tây là người ta rất thích vào trải nghiệm những cái cung đường như này. Đó. Mà đây là những đoàn tự phát, những đoàn tour du lịch người ta đưa vào, người ta biết đến, xong người ta đưa vào. Thì chỗ này nếu mà thực ra nếu bà con đây hoặc là nếu mà xin ý kiến được của xã thì tốt. Các chú ạ, xin ý kiến của xã được ấy. Nếu mà như kiểu em theo em nghĩ nếu mà đoàn khách Tây vào đây mà các đoàn tour du lịch người ta đưa vào đây ấy, là người ta đã đang đưa khách ở đây rồi thì nếu mà bà con ở đây mà biết cách là làm đẹp cái bản làng của mình lên, sau đó mà khách Tây người ta vào đây du lịch nhiều thì chúng ta có thể thu phí. Vì bà con là bỏ lương, bỏ tiền ra làm đường mà, bỏ công sức ra làm đường mà, tiền các cô chú ủng hộ cho mà, thì có thể thu phí gọi là ủng hộ
chủ yếu là nó là thiên về ủng hộ bà con là nhiều. Là mỗi người ủng hộ là 10.000 một lượt vào đây, đi cái đường trải nghiệm này. Đấy gọi là để ủng hộ cho bà con là những ngày tháng vừa qua bà con đã làm việc cần lực trong một năm hơn. Để bà con mới làm thành con đường này. Thì mới có con đường 16 khúc cua tay áo để cho các vị khách trải nghiệm cái con đường đấy. Nếu không có các cô chú, không có bà con thì chắc chắn là không có con đường này. Thì người ta sẽ không biết đến. Đấy. Người ta vào đây, người ta luôn luôn ra bên này để chụp ảnh bên này. Đó. Và chụp ảnh con đường, và có nhiều khách người ta đi cả con cầu nữa. Đấy thì em Tuyên nghĩ, nếu theo em Tuyên nghĩ để phát triển du lịch đây, thì nếu mà bà con sau này mà nhà đẹp hơn, sạch sẽ hơn, cao giáo thoáng mát nhiều hơn, thì nếu mà bà con được phép của chính quyền ấy, thì có thể lập một cái quỹ ở đây, là gọi là vừa gọi là lập quỹ ủng hộ bà con đây, là mỗi khu du khách vào đây du lịch trải nghiệm đường ấy, thì thu 10.000. Em Tuyên nghĩ là nó chả đáng là bao nhiêu đâu mà. Đấy, vì chủ yếu là tạo động lực cho bà con đã trong một năm qua làm đường. Đấy, em Tuyên nghĩ là vậy. Còn không biết là thấy các cô chú thấy có thế là hợp lý không? Nếu mà hợp lý thì có thể sau này bảo bà con có thể là đi xin phép ý kiến ở chính quyền, xong rồi sẽ làm một cái phương án là như vậy để bà con có một chút gì đó làm cái quỹ chung ở thôn. Được nhiều tiền sau này bà con tự tổ chức làm bữa liên hoan, hoặc là sẽ là trích ra, ví dụ bao giờ được nhiều tiền thì sẽ chia đều cho các thôn để bà con mua thịt, mua rau, bà con ăn uống. Đấy, theo tôi nghĩ là vậy. Không biết là hợp lý không các cô chú ạ? Còn bây giờ thì chúng ta cứ đây, xem đấy, những cái công việc của nhà A Xá đây. Sau những cái nhát búa ấy, ui rồi sau những nhát búa ấy thì bà con đã đến giờ trưa, bà con rửa chân tay và bắt đầu đến bữa ăn này. Bữa ăn ngày hôm nay thì các cô chú thấy đấy, có một âu thịt, bà con có một âu thịt kia rồi, thì hôm nay em Duyên nghĩ là bữa ăn này nó sẽ ngon hơn mọi hôm. Mà hôm nay trời rất là mát. Chúng ta ngồi đây rất là mát. Ngồi ở đây còn mát hơn ở trong nhà ấy. Nói chung là gia chủ ở đây là phải chuẩn bị cho bà con bữa ăn đến tận nơi, đến chốn luôn. Bắt đầu vào bữa rồi đây. Bà con ở đây chuyên không mặc quần cho con nhỉ? không thấy mặc quần cho con mấy. Cái
Ôi dồi, đây nè, ô tôi không chạy. Nè, dậu con này chỉ bên máy hả nè? Thế nó bên máy để đây à? Ờ. Sát bột đá lại hất về đây à? Ờ. Xa cái này bà bàn thì... Bữa cơm này có thịt à, nhìn nó ngon hẳn ra đúng không? Ăn coi, ăn nghe. Ăn cơm. Nói không được tròn gì cảm thấy. Thế nó tỏ đi đâu? Tí chú cho con lại nhé. Nó thì bên kia có cho cán chế à, cả phiên cái về cho nên nó có cho tao. Nó mà nhớ là chế cho to thế, khi nào cái to rồi nên nó. Ừ, rồi chế mà. Nhớ đó. Ờ, thế nó cái sợ, thế thì nó cái sợ. Tam mũi chứ, đấy tam nếu thì tam mũi chứ. Ôi ôi, cái tam mũi này, ngát tông sao? Cái tông sao? Cái à, cái gì cái gì đó đó, cái này là đó này mới mới cả nào, đó, cái này đó, cái là đó này nó đó này, ô, giờ giờ tối khó thế à, đi cho qua, là biết khẳng khai chuyện đó không? Chuyện càng không chi biết là chuyện chi đấy, nhớ, không phải từ đó tới nhớ, mua lại, ô, nó mua đâu? Không chờ, muốn kiện tao vậy nhớ nên đâu hả lão? Ừ, anh không mua nó đâu, 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 đang đốn trái rồi. Mắc cả. Mới mấy tập lâu đấy. Là tập. Nó có bão. Nó làm không. Cái này thì tự chém họ thợ. Ôi, coi giật luôn nè. Con rửa cho chị, con gắn như tạo những chạy ô. À, vâng ơn chú ạ, thì thực sự là đi vào thôn bản như này thì nói thật bà con rất là quý là mời ăn mèn mén nhưng em Tuyên là không ăn được vì mình không quen. Như xá nó là mèn mén này, thịt lợn này, rau bí này, măng này, rất là ngon đấy. Có bảo ăn nhưng mà mình nói thật là không phải chê gì nhưng mà cái món mèn mén này ăn không quen, hay bị nghẹn lắm, thực sự là hay bị nghẹn cổ ấy, mà phải có canh. Với lại là nói thật mang ít thịt là cho bà con ăn hết thịt của bà con thì ngại lắm. Mà hôm nay được mua mì tôm vào, lấy bữa trưa trong bản thì hai anh em chỉ có mì tôm thôi. Mà nói thật với các cô chú thì đang ăn ở đây thì gọi là bát mì tôm triệu view luôn, nhìn thấy cảnh đồi núi sông nước đây. Không biết thế nào hiện tại thì chúng ta cứ nhìn cái view này, mì tôm triệu view ở dưới này quá là ngon luôn. Mời các cô chú ăn trưa với em Tuyên với em Già nhé. Chỉ đơn giản như này thôi, đứng đây ăn bát mì ngắm cảnh này, thiên nhiên thôi, đơn giản bát nhựa đũa chè, nó rất là vui, rất là hạnh phúc rồi. Để có những cái thước phim chân thật nhất với bà con thì nói chung là phải ở đây rất là lâu thì mới có những thước phim đấy cho cô chú, chứ còn để vào một chốc một lát thì đơn giản lắm. Nhưng mà chủ yếu là muốn ghi lại những hình ảnh nó chân thật nhất để cho cô chú biết được cái sự khó khăn vất vả của bà con và những cái nỗ lực vươn cao của bà con để cùng ngày tiến lên. Thôi cũng không dài dòng nữa, bà con ăn cơm xong về nghỉ một tí thì cũng mời các cô chú ăn mì tôm với em Tuyên nha. Vâng các ông chú ạ, thì xong những cái giờ nghỉ trưa thì bắt đầu tiếp tục lại khênh máy đây. Khênh máy đây nhỉ, lắp búa luôn à? Khênh máy là công đoạn quan trọng nhất đấy. Nặng. Còn đang một thuyết khôn luôn. Đây có 4 người à? À cả chú gấu nữa, 5 người. Anh Chính này say say rồi, liệu bê được không á?
má va quá. Mà chú chỉ nhìn thôi. Bây giờ thì chỉ nhìn thôi chứ bê thì nguy hiểm lắm. Thế mỗi lúc này chỗ thì để đầu dưới thẹn đấy. Thế mày nghe. Ấy, anh chính bê đó. Tâu gì tâu. Xá rất là khỏe, làm việc cho nhà mình nên xá cố gắng. Con tao nó có bê hư. Ô, chỉ có thôi, chỉ có thôi. Ô, tô khí nó mà, chỉ có. Chỉ có đó, bỏ đi dậy. Cái nào, cái nào. Rồi, đúng rồi. Cái không được bỏ khổ, đúng không? Cái gì đâu? Đó, mình nghe xoay rồi mà tôi ủa khi không tôi thế đó có thể vô cái kia cái kia có gì không muốn mình giữ ba là không nhở mình chỉ ở cái thùng mà cũng đang đi đây đây hậu ho rồi mình tôi tàu vậy tôi chụp quanh như con cá này ôi mà chưa mốc ô chết chết tha rồi à chết chết chồng gì sai giờ chúng có xét rồi ốc ốc tiền rồi bắt đầu giờ chúng có sai gì đấy mà ấy mà ấy giờ chỉ có tiền đi nè sao đi nào mà ô nó có chết thì mới chuyện con rồi.你叫妹妹到，你给我把我腿给我撩了，我不的，发烧了。
không có vùng tích không có tốt. Nó đang cào. Đây đúng không? Xá hạn này đúng không? Bây giờ làm gì còn cái 500 nữa, bây giờ không còn đâu rồi. Từ lâu rồi nó không còn 500 nữa. Cái này nó bán trong cân cơ mà. Anh hàng xong thì bắt đầu nó cân lên, nó tính bao nhiêu tiền mà. Đang tháo cái búa này thì nó hơi ồn chứ. Biết cái chiều rộng chiều dài ấy mà. Bộ bao nhiêu? Chưa biết được chắc nó 30. Đi làm 43. Đấy. 43. 43 đấy à. 30, 3 mấy. 3 mấy bạc. 3 mấy tự. Ông đo ông đi làm mất tiền, ông làm không đo này, về lại không vừa gì. Như một hộ công câu chuyện rồi ạ. Như trong chồng. Ôi thì thôi. 1 triệu một tấm này mình làm xong rồi, lúc bán cho bọn nó mà nó bảo không vừa cái máy họ, họ khó bán lắm đấy. Giá thứ hai xong rồi. 3 sao vụ rồi. Mày hâm mà. Tiền đi làm 1 triệu cái này đi bán sát vụ mà vỡ mồm. Rồi lỗ. Ít đào kia, đào kia chả lâu rồi, chỉ mốt khứ kia. Tiếng bụng quá cát tôi thích chị. Ủa liền hai người chạy đua rồi. Rất kia rồi. Vâng, cô chú ạ, thì đấy như cô chú thấy thì ở bên này thì xá cũng đang nhờ người về khênh máy về và đã kê máy lên rồi. Thì nói chung là bà con đây đã biết hết việc rồi, cái sử dụng cái máy này bà con đã thông thạo quá là quen thuộc rồi. Đấy là đang hiện tại thì đang tháo để thay những cái lỗ sàng. Đấy là những chính là những cái hàm nhai. Đấy, còn những cái búa kia nó là những nó ví được như cái răng để chúng ta nhai thức ăn, nhai đá đấy. Đó. Thì phải có cái sàng, phải có cái búa. Nó kết hợp với nhau thì để được những cái đống bột đá thật là tốt. Xá đây thì cũng đang khoan đã mua những cái lỗ sàng mới, những lỗ sàng mịn bé để cho được cái bột đá nó mịn. Thì bột đá nó mịn thì sau này đóng gạch này, xây nhà nó dễ hơn và nó được đẹp hơn. Đó. Đang đóng vào đấy. Thì bên này các chị em phụ nữ thì cũng đang đấy như mọi người thấy là mót hết đá này lên. Đá lên thì sát hết bột đá mà. Đó. Thì công việc của gia đình Xá thì nói chung là Xá là một người biết làm việc. Cái thứ hai nữa là làm việc trong gia đình mình thì các cô chú thấy đấy, chủ động rất là nhiều hơn. Cái sự chủ động nó có hơn. Không như là những cái công việc khác. Đó. Thì một lần nữa thì cũng cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì những cái bảng danh sách của em Tuyên sẽ liệt kê ở những đầu video. Thì có thể để cho cô chú thấy được là cái những danh sách Mạnh Thường Quân và đã
yêu thương và đã trao cho em Xá những lít xăng, lít dầu, những lít xi măng, để những bao xi măng để em Xá có thể xây một cái ngôi nhà mới tại đây. Tương lai chỉ 1-2 tháng nữa thôi thì Xá sẽ có một ngôi nhà mới tại đây. Đó. Bây giờ đứng là còn đá như này, nhưng tương lai chúng ta sẽ là một quang cảnh thật đẹp và có chỗ ngồi, chỗ nghỉ ngơi. Và Xá cũng dự tính là chỗ này sẽ là một cái điểm chụp ảnh nếu mà ai các cô chú lên đến đây ngắm sông Nho Quế, để thả hồn mình vào thiên nhiên, thả hồn mình vào núi rừng, ở một nơi gọi là biệt lập đấy các cô chú ạ. Đấy, để có được cái cảnh đẹp như này. Đấy. Thì có lẽ là bây giờ em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video đây thôi. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở trong những video tiếp theo. Thì em Tuyên cái chương trình của làm nhà ở Xá ấy, thì em Tuyên sẽ có lẽ là cũng cập nhật cách ngày thôi. Đó, để cho cô chú có thể nắm bắt được cái tình hình của nhà em Xá làm đến đâu đó. Và em Tuyên sẽ cố gắng làm những cái công việc khác nữa nhá. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em Tuyên xin chào.